Tối qua ngày 18 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục làm dậy sóng mạng xã hội khi đăng đàn tố ông Đỗ Văn Bửu Điền, chủ công ty Điền Quân Media and Entertainment, thường được biết đến với tên Calerman là tú ông có hành vi dắt gái cho một số người ở nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước ồn ào với nữ đại gia tai tiếng, Calerman vẫn tỏ ra bình thản. Mới đây, anh đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh vui vẻ đời thường và cho hay, anh chỉ lựa chọn những tin tức tích cực để đọc thay vì những tin xấu, tiêu cực lan tràn trên mạng. Hầu hết chúng ta hay có thói quen đọc báo hay lướt web khi thức dậy mỗi sáng. Có quá nhiều tin tức trong thời đại ngày nay, thông tin tốt lẫn thông tin xấu độc. Để nạp năng lượng tích cực cho cả ngày của mình, Calerman chỉ ưu tiên dừng lại ở những bài viết hay, những thứ khác bình thường để lại xem vào giờ khác, Calerman viết. Theo đó, ông Trùm Điền Quân chia sẻ bài thơ bàn về việc sống xứng đáng rằng, mẹ luôn nhắc sống phải biết yêu thương biết kính trên sống chan hòa nhường dưới bởi cuộc đời quá ngắn ngủi con ơi đừng bao giờ gian dối với điêu ngoa. Trước đó, Calerman cũng chia sẻ đầy ẩn ý sau khi bị bà Phương Hằng réo tên là con người, chúng ta hay dễ nổi nóng, hằn học bởi sự vô ơn hay bạc bẽo của thiên hạ, đặc biệt là với những kẻ mình từng thương quý. Thế nhưng trên thực tế, tôi chắc chắn không có một ai có thể tự tin mà nói rằng mình không ít nhất dăm ba lần vô ơn và bạc bẽo với người khác dù là vô tình hay cố ý. Động thái của Calerman khiến nhiều người cho rằng anh đang ngầm đáp trả lại những cáo buộc của bà Phương Hằng. Đỗ Văn Bửu Điền sinh năm 1969, được coi là ông trùm game show khi sản xuất hàng loạt chương trình ăn khách như Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai, Biệt Tài Tí Hon. Hiện tại, anh không chỉ nổi tiếng với vai trò chủ tịch công ty giải trí mà còn sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm, thời trang phát đạt.